Khuôn viên này rộng khoảng 1.200 m², thuộc nhà văn hóa ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai. Trước đây, nhà văn hóa ấp 7 trong tình trạng xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm sử dụng. Theo nhu cầu sinh hoạt tinh thần, văn hóa, văn nghệ, thể thao, năm 2023, chính quyền địa phương đã hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa ấp 7, phần còn lại từ sự đóng góp của người dân địa phương. Nhà văn hóa hoàn thành hoạt động từ cuối năm 2023 đến nay là nơi hội họp sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ của người dân ấp 7. Tôi thì nói chung là cũng được hiểu biết do cái sự tuyên truyền của từ cấp trên đưa xuống, thì nói chung là đóng góp về cái nghĩa vụ của cái xã hội hóa là cái nghĩa vụ của mọi người dân. Nói chung là trong dân là chúng ta phải thấu hiểu được là những cái đóng góp về cái lợi ích của nhà nước này, là cho nên là chúng tôi rất là đồng tình để đóng góp xây dựng nên cái nhà văn hóa này. Nó rất là có nhiều cái thuận lợi. Cái thứ nhất là cái nơi tụ họp của toàn dân, là cái nơi mà chúng tôi thường xuyên, mà tôi thì lại ở cái đội văn nghệ nữa, thế nên là thường xuyên tối đến là bà con chị em là ra đây tập văn nghệ rồi họp hành để nghe tất cả những cái thông tin ở trên đưa xuống, thì chúng tôi thấy là cái nhà văn hóa nó khang trang mà có rất là thuận lợi cho mọi người dân, là chúng tôi rất khoát là chúng tôi đồng hành cùng mấy vị ban ấp là nhất trí lắm về cái công trình nhà văn hóa này. Nhà hóa, bình hóa cũ thì cái trước là cũng bình thường, chứ cũng không được như vậy. Nhưng mà giờ thì có nhà nước hỗ trợ vì lấy dân mình thì đồng tình cả. Thế cho nên là cố gắng là mọi người mò tí thì nó lên là khang trang đẹp như vậy. Thì tôi cũng thấy là rất là phấn khởi mà hoan nghênh tinh thần đảng bộ và cán bộ địa phương của ấp 7. Nhà văn hóa ấp 7 có kinh phí xây dựng trên 700 triệu đồng, trong đó nguồn từ kinh phí đóng góp của nhân dân khoảng 250 triệu đồng. Cái nhà văn hóa ấp 7 là rất là hữu ích cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các cái ban ngành đoàn thể của ấp cũng như là nhân dân, vì đây là cái nơi để tụ họp tất cả các cái chương trình của ấp, ví dụ như họp chi bộ rồi ban ấp, ban ngành đoàn thể là đều là họp ở đây. Thế mà coi như cũng là một cái nơi để gọi là bà con đến đây để đọc sách báo, để coi như là nghiên cứu các cái khoa học kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi, trồng trọt của cây trồng ấy. Xây dựng mới nhà văn hóa ấp, giai đoạn đầu xã Gia Canh tập trung xây dựng các hạng mục quan trọng như hội trường, sân khấu, thư viện, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt học tập cộng đồng, tìm hiểu kiến thức, giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ. Trước năm 2023 đó, thì cái nhà văn hóa của ấp thì nó cũ rồi, thế nên trên cơ sở cũ ấy, nó có sự rột nát, rồi sau đó thì xã cũng đã có cái kiến nghị trong thời gian qua, thì cũng là huyện đã chấp thuận chủ trương, đã hỗ trợ kinh phí. Thì cái tổng cái giá trị xây dựng cái nhà văn hóa cấp 7 là trên 700 triệu. Thì trong đó nhà nước thì hỗ trợ cho xây mới là 450 triệu, thì còn lại là nhân dân đóng góp. Phải nói là ấp 7 này được cái sự đồng tình, ban nỗ lực rất là lớn của ban ngành của ấp, rồi đồng chí trưởng ấp, rồi các ban ngành, rồi các khu dân cư, cho nên là việc vận động nhân dân đã tuyên truyền và đi vào lòng người. Hiện nay nhà văn hóa ấp 7 xã Gia Canh chỉ mới hoàn thành xây dựng giai đoạn 1, các hạng mục cơ bản. Xã đang tiếp tục vận động kinh phí nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng giai đoạn 2, các hạng mục sân chơi, khu sinh hoạt thể thao, sân bóng đá, bóng chuyền, khu vui chơi trẻ em. Xã cố gắng hoàn thành các hạng mục giai đoạn 2 trong năm 2024.